theo thời gian và tuổi tác, khớp không ngừng thoái hóa, gây nên các bệnh về xương khớp khiến cơ thể đau nhức và vận động khó khăn. Nguyên nhân chính là do sụn khớp hư tổn và chất lượng sinh khớp suy giảm. Sắt chứa UC2 và các tinh chất quý từ thiên nhiên thúc đẩy sự hình thành và nuôi dưỡng mô sụn tại các khớp. Sắt giúp giảm đau, tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp. Thank you.
Giọng hát đã trưởng thành từ cuộc thi tiếng hát truyền hình. Ngày hôm nay chúng tôi cùng cất cao giọng hát trong Liên khúc Việt Nam để mở màn cho đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012.